Thưa quý vị và các bạn, Tết Độc Lập ngày 2 tháng 9 năm 2020 là năm thứ hai được huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức để nhân dân các dân tộc trong huyện thể hiện tình cảm tốt đẹp, đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên chương trình Tết Độc Lập tại đây cũng được tổ chức rút gọn hơn trước. Vâng, tuy nhiên thì nét độc đáo, đặc sắc trong văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao Mù Căng Chải vẫn được tái hiện một cách trọn vẹn xuyên suốt các hoạt động của lễ hội. Và vào tối qua, một chương trình văn nghệ đặc sắc đã được tổ chức mở đầu cho Tết Độc Lập của người dân nơi đây, thu hút đông đảo mọi người tham gia. Những hình ảnh mà nhóm phóng viên Cuộc Sống 24 giờ vừa gửi về, hy vọng sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về ngày Tết Độc Lập trên vùng cao Yên Bái. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện nay thì tôi đang có mặt tại trung tâm thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Và đằng sau lưng tôi đây thì các hoạt động văn hóa kỷ niệm ngày Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 của dân tộc thì đang được huyện Mù Căng Chải tổ chức. Đây là năm thứ hai hoạt động này diễn ra với sự tham gia của nhân dân 14 xã thị trấn trong huyện. Và để có thêm thông tin về hoạt động kỷ niệm này thì ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với bà Lương Thị Xuyến, là Phó Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái. Xin chào bà. Bà có thể cho biết là hoạt động kỷ niệm ngày Tết Độc Lập mùng 2 tháng 9 năm nay trên địa bàn huyện Mù Căng Chải thì được tổ chức như thế nào ạ? Năm nay là năm thứ hai mà huyện tổ chức hoạt động lên 2 tháng 9, và nó là một trong một cái điều kiện rất là đặc biệt. Cả nước chúng ta đang cùng nhau để phòng chống dịch Covid và đồng thời thực hiện mục tiêu kép, đó là thực hiện các hoạt động để phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của trên địa bàn. Thế năm nay là Tết Độc Lập và để là bà con có thực hiện cái đạo lý uống nước nhớ nguồn và để nhớ lại những năm tháng hào hùng của dân tộc ta. Trong những năm qua thì đối với huyện Mù Căng Chải, năm nay chúng tôi tổ chức Tết Độc Lập để cho bà con dân tộc Mông ở nơi đây và các dân tộc ở trên địa bàn cùng nhau để vui sống lại những ngày hào hùng của đất nước, và đồng thời động viên tinh thần cho bà con trong công tác phát triển kinh tế xã hội cũng như là an ninh quốc phòng trên địa bàn, và đồng thời cũng chung tay cùng với cả nước để phòng chống dịch Covid trên địa bàn huyện. Thưa bà, năm nay thì có những hoạt động cụ thể như thế nào mình tổ chức để phù hợp với công tác là phòng chống dịch cũng như là đảm bảo được những bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào nơi đây ạ? Trước hết để phòng chống dịch tốt ở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải và vừa để tổ chức được Tết Độc Lập một cách vui vẻ cho bà con thì trước hết là chúng tôi đã thành lập các cái điểm tư vấn phòng chống dịch Covid ở tại các điểm xung quanh đường vào huyện để làm sao mà chúng kiểm soát được khách đến với huyện, đồng thời khai báo y tế, và toàn bộ nhân dân khi đi tham gia Tết Độc Lập đều phải là thực hiện các cái biện pháp như là đeo khẩu trang, như là các cái điểm các bạn thấy là các cái điểm chốt ở đây là điểm tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch, rửa tay rồi khai báo y tế kịp thời khi có những cái biểu hiện như theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thế mà năm nay chúng tôi thực hiện các cái hoạt động như là tổ chức cái văn nghệ mang tính chất là bản sắc cho bà con vui trong đêm nay, và đến ngày mai mùng 2 tháng 9 thì chúng tôi có các cái hoạt động, các cái trò chơi dân tộc và các môn thể thao dân tộc để cho bà con 14 xã và đến đây vui chơi, và đồng thời chúng tôi cũng chỉ đạo là các xã ở xa thì các xã sẽ tổ chức cho bà con vui Tết Độc Lập ở tại đơn vị của xã mình và thực hiện tốt cái phòng chống dịch Covid ở từng địa bàn. Bà có thể chia sẻ là hoạt động kỷ niệm ngày Tết Độc Lập 2 tháng 9 thì đã được nhân dân các xã thị trấn trên địa bàn hưởng ứng như thế nào, và theo bà thì cái việc mà chúng ta nhân rộng những cái ngày lễ này thì nó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với huyện Mù Căng Chải nói riêng cũng như là toàn tỉnh Yên Bái nói chung ạ? Đối với bà con ở trên địa bàn huyện Mù Căng Chải thì cứ đến ngày Tết Độc Lập này nó rất là phấn khởi. Thế và từ năm 2019 chúng tôi đã tổ chức thì bà con rất phấn khởi, và với ý nguyện của người dân là năm nào cũng được huyện tổ chức cho các hoạt động vui chơi để mừng Tết Độc Lập, để bà con có một cái sân chơi và có những cái tổ chức các cái phiên chợ để cho bà con một là có thể là xuống để bán được các cái sản phẩm nông sản của mình làm ra. Đó là một cái niềm vui nho nhỏ thôi, nhưng mà nó sẽ góp phần vào phát triển kinh tế của bà con. Thế và cái thứ hai nữa là ý nguyện của bà con là tổ chức Tết Độc Lập đây, đó là mang một ý nghĩa rất lớn trong cái việc là chúng ta mang cái ý nghĩa của dân tộc đấy. Đấy, dân tộc Mông và các dân tộc khác ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều có một nét vui Tết và một cái nét kỷ niệm
độc đáo riêng của từng dân tộc một. Thế còn trên địa bàn Mù Căng Chải thì người đồng bào dân tộc Mông ở nơi đây ta sẽ đón Tết độc lập với một cái niềm hân hoan riêng và thể hiện được cái tình yêu nước và tin tưởng theo Đảng và Nhà nước. Vâng ạ, xin cảm ơn bà.